Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Mây Kiên. Và ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến bộ sưu tập Aqua của nhà Bulgari. Đây, trên tay mình đây đang là 4 phiên bản. Đầu tiên nó là phiên bản Aqua Perhome này, rồi Aqua Marine, Aqua Atlantic và Aqua Amara. Thì đây đều là 4 phiên bản khá là dễ tìm kiếm ở Việt Nam. Và mỗi phiên bản này nó mang một cái màu sắc khác nhau. Và chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu những cái màu sắc này là màu sắc như thế nào trong video ngày hôm nay nha. Trước khi vào tìm hiểu chai nước hoa đầu tiên trong bộ sưu tập này thì mình phải nói luôn cái DNA đặc trưng của bộ sưu tập này và của 4 chai nước hoa mình sắp giới thiệu đây, đó là cái nốt hương aquatic. Nếu như bạn nào không thích cái vị hơi mặn mặn, hơi lờ lợ của nước hoa ấy, thì các bạn một cái nốt hương aquatic thì các bạn có thể bỏ qua cái video này. Còn nếu như không thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu chai nước hoa đầu tiên, đó là Bulgari Aqua Perhome. Thì chai nước hoa này có lẽ là cũng là một trong những chai nước hoa được ghi comment khá nhiều bởi các seller khi các bạn hỏi là chai nước hoa nào phù hợp cho nam mùa hè. Thì cái mùi hương của Aqua Perhome này nó mang đến một cái mùi hương có phần hơi tanh của tảo và hơi kiểu lờ lợ, hơi mặn mặn của nước biển. Và mùi hương này thì nó không biến chuyển quá nhiều từ đầu đến cuối. Và nó làm mình hình dung đến như kiểu là khi các bạn nhắc đến cái bộ sưu tập Aqua này, các bạn phải nhớ tới cái vị mặn và cái vị lờ lợ. Đó giống kiểu là các bạn nhìn hình ảnh người đàn ông ở cái vùng biển thì luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh rám nắng, trông kiểu khỏe mạnh. Thì đấy là cái mà bộ sưu tập Aqua này mang tới. Và cái mùi hương này thì nó lưu hương ở trên da mình nó khá là kém, chỉ tầm 3 đến 4 tiếng thôi. Và cái thời điểm sử dụng chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là mình hay sử dụng em này đi tập gym. Đó, tại vì cái thời gian lưu hương của nó khá là kém và mùi hương nó khá là nhẹ nhàng. Thì nên là mình toàn sử dụng để đi tập gym thôi. Và chai nước hoa này thì mình cũng không còn nhiều, chỗ ai chắc còn tầm 5ml. Và cái giá của cho em này ở trên thị trường chắc là khoảng tầm hơn 1 triệu một chút cho phiên bản 100ml full box của chai nước hoa này. Và thực sự rằng là đây là một cái phiên bản mà nếu như các bạn không sử dụng những phiên bản kia thì các bạn không biết, chứ với mình đây là một phiên bản không nên mua. Nếu như mua thì mình sẽ khuyến khích các bạn mua chai Bulgari phiên bản Marine này. Nó cũng là nằm trong phiên bản bộ sưu tập Aqua nhá, nhưng mà bạn phiên bản Marine này. Cái phiên bản Marine này thì mình mới mua được khoảng tầm hơn 1 tháng. Và sau khi mình thử side by side 2 mùi với nhau thì mình rất thích cái phiên bản Marine này. Tại vì với Marine này thì mình cảm thấy rằng cái vị tanh của tảo nó được giảm xuống khá là nhiều và nó thêm vào một chút ngọt. Thì cái mùi hương, chính cái nốt ngọt này nó lại làm cho cái độ lưu hương và cái độ tỏa hương của Marine tốt hơn cái phiên bản Perhome gốc kia khá là nhiều. Và mình cũng không hiểu tại sao những người bán hàng người ta không gợi ý chai nước hoa này sử dụng vào mùa hè. Tại vì mặc dù nó mang cái nốt hương ngọt hơn cái phiên bản gốc, nhưng mà cái mùi hương này nó vẫn rất là thanh thoát, nó vẫn rất là nhẹ nhàng và dễ chịu. Đó, nên là nếu như bạn nào đang có ý định mua chai nước hoa Aqua Perhome này thì các bạn có thể lựa chọn cái phiên bản Marine này. Giá tiền nó chỉ đắt hơn tầm 1 đến 200, cũng chỉ tầm 3 triệu 4 thôi. Và các bạn sử dụng được một cái mùi hương nó có phần ngọt hơn, nó vẫn mang cái nét hương hơi kiểu mặn mặn một chút, nhưng ở đây thì nó được thêm vào bởi cái nốt hương cam quýt, nó rất là dễ chịu. Và cái mùi hương này thì nó lưu hương ở trên da mình tốt hơn phiên bản kia. Ở phiên bản kia là tầm 4 tiếng, thì với cái phiên bản Marine này thì các bạn có thể nhận được cái mùi hương tầm 6 tiếng đổ lên. Và nó tỏa hương tốt hơn khá là nhiều, chứ không nhạt nhòa như chai nước hoa kia. Cái phiên bản Perhome kia các bạn xịt ra tầm nửa tiếng thôi thì nó thành skin scent. Còn với em này thì nó hoàn toàn khác. Và em này thì biết là mình thấy chai đẹp hơn, trong hơn rất là nhiều. Và cái thứ hai là nhận được cái mùi hương tốt hơn rất là nhiều. Và chỉ có cái mức chênh khoảng tầm 100-200 nghìn thôi. Vì vậy thì nếu như các bạn đang định mua Perhome thì các bạn hãy mua phiên bản Marine này nhá. Nếu như bạn đã có Marine trong bộ sưu tập này và sử dụng vào những ngày hè quá nắng nóng rồi, và bạn đang hỏi rằng là bộ sưu tập này có chai nước hoa nào các bạn có thể sử dụng vào môi trường công sở hay là môi trường những cái buổi làm việc ở ngoài không gian rộng mà cần gây được sự chú ý cho người khác, thì mình sẽ recommend cho các bạn chai nước hoa Atlantic này. Thì mình chỉ cần nói đơn giản đó là đây, Atlantic là sự kết hợp giữa Diamond Blue và chai nước hoa với Dior Sauvage.
Đó, đó là sự kết hợp giữa hai chai nước hoa. Nó có phần mềm mại hơn The Somat và nó có mang cái nét aquatic của chai nước hoa Diamond Blue. Và chai nước hoa này thì nó bám tỏa, có thể nói là nó tốt nhất trong 4 chai nước hoa, à trong 3 chai nước hoa còn lại ở đây. Và mùi hương thì mình cá nhân là mình đánh giá rằng là nó phù hợp để sử dụng mùa hè. The Somat nếu như sử dụng mùa hè thì các bạn sẽ cảm thấy nó khá là khó chịu. Còn Diamond Blue thì nó quá là mạnh mẽ, nó quá là, nó cũng có cái phần khá là nhàm chán khi mà nhiều người bây giờ sử dụng quá rồi, thì các bạn có thể tìm đến Aqua Atlantic này. Mùi hương mềm mại và nó vẫn mang cái DNA của The Somat. Em này nó bám trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng, rất là tốt, và tỏa hương thì vô cùng tốt luôn. Gần như là mình xịt xong lúc nào mình ngửi thấy cái mùi hương này, mặc dù mình xịt ở tay. Có một cái điểm trừ về bộ sưu tập Aqua này, đó là cái thiết kế của nó là thiết kế dạng tròn là các bạn phải đặt nằm như này, nên là các bạn phải bảo quản thật cẩn thận, tránh việc nó bị va chạm, nó rất là dễ vỡ. Cái thứ hai là nó rất là dễ xước, tại vì khi các bạn đặt nằm như này rất là dễ xước. Nếu như các bạn đặt đứng thì nó còn đỡ, nhưng mà chai nước hoa này nếu như xước nó trông rất là lem nhem, nó trông rất là kiểu bẩn ấy. Vì vậy các bạn phải cần để nó một cái chỗ thật là sạch và tránh bụi bẩn các thứ vào để tránh bị xước nhá. Cuối cùng thì chúng ta đến với chai nước hoa Amana, chai nước hoa đã không còn sản xuất ở trong cái bộ sưu tập này nữa, nhưng mà các bạn vẫn có thể mua được khá là nhiều, tại vì bây giờ còn rất nhiều những người bán hàng người ta om chai này và giá chỉ cao hơn một chút thôi. Nhưng mà đây trên tay mình là chai 50ml, thì các bạn có thể nhìn thấy là nó có màu nâu khá là đẹp. Thì chúng ta có một chai nước hoa sử dụng mùa hè rồi, chúng ta có một chai nước hoa sử dụng vào văn phòng rồi, thì em này sử dụng vào thời điểm nào? Thì trước khi mình nói về cái mùi hương này thì mình phải nói rằng là mình khá là thất vọng về chai nước hoa này. Tại vì mình có nghe rất nhiều người khen cái chai Amara này là có một mùi hương rất là quyến rũ, rất là hấp dẫn. Nhưng mà khi mà mình mua về thì mình nhận được một cái mùi hương có phần gọi là metallic, hơi kiểu kim loại. Thì cái mùi hương này nhá, khi mình vừa mới xịt ra thì mình cảm thấy nó có một cái vị đắng, đắng của cái vỏ chứ không phải của cái quả cam, mà cảm giác đắng của một cái vỏ cam hay vỏ quýt gì đó. Và nhất rất nhanh thôi, cái vị đắng đấy nó tầm 5 phút thôi là biến mất. Và nó mang đến cho mình cảm giác hơi nhựa một chút thôi. Và nó cái DNA đặc trưng vẫn là cái vị hơi kiểu mặn mặn. Và cái vị mặn ở đây kết hợp cùng với cái citrus ở đây thì nó mang đến một cái mùi hương. Ngay khi các bạn ngửi đầu vòi thôi, nó có cảm giác nó có hơi một chút kiểu kim loại. Và khi xịt ra trên da mình, cái mùi hương này nó thể hiện rất rõ là một cái mùi kiểu kim loại, hơi kiểu mọng nước, xong rồi kiểu kim loại, kiểu cảm giác như kiểu là một cái thanh kim loại mà các bạn nhúng vào nước và để các bạn để ra nắng ấy, thì kiểu như vậy. Nó không được hấp dẫn như mình tưởng tượng, như mình mong chờ về cái mùi hương này. Nhưng mà phải nói rằng là chai nước hoa này thì nó biến đổi khá là nhiều, nó không đơn giản. Cả ba em vừa rồi thì mùi hương nó rất là đơn giản thôi, nó không quá là cầu kỳ, nó chỉ từ đầu đến cuối nó gần như chỉ là một mùi như vậy. Và với Amara này thì nó đặc biệt hơn rất là nhiều. Vì vậy ấy, với Amara này mình nghĩ rằng các bạn nên thử thật là kỹ trước khi các bạn mua. Tại vì với mình thì chai nước hoa này về phần làm mùi nó làm rất tốt, nhưng mà nó sẽ không dễ ngửi như ba chai đầu tiên kia, tại vì cái hơi hướng kim loại nó làm rất là rõ ràng mà các bạn phải nhận thấy. Nên là phải thử thật là kỹ trước khi mua nhá, để tránh việc mất tiền oan. Và em này thì trên da mình nó bám khá là ok, tầm 7 đến 8 tiếng. Và mình nghĩ rằng sử dụng vào những cái thời điểm như là các bạn đi hẹn hò, các bạn đi chơi. Và nếu như da bạn tốt nữa thì mùi hương này nó sẽ rất là tuyệt vời. Mình đã từng ngửi trên da bạn mình rồi, rất là ngon, nhưng mà trên da mình nó không được như mình mong chờ. Và nếu như bạn ngày nào mà cái hơi hướng kim loại này thì các bạn có thể sử dụng vào những ngày hè nóng cũng được, rất là ok. Chai này thì gần như là sử dụng mọi lúc mọi nơi được, nó bám tỏa tốt, mùi hương làm khá là ok, nhưng mà không hợp mình. Vì vậy là mình vẫn nghĩ rằng các bạn nên lựa chọn thật kỹ trước khi mua chai Amara này. Nếu như bạn nào đang muốn tìm hiểu bộ sưu tập Aqua này của nhà Burberry này thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản Marine. Mình nghĩ rằng đây là một cái phiên bản an toàn nhất từ làm mùi cho đến độ lưu hương, độ tỏa hương. Và văn phòng thì Atlantic,
các bạn muốn gọi là một cái mùi hương nó hấp dẫn, nó khác lạ ở trong bộ sưu tập thì lựa chọn Amara, còn cái phiên bản Perhome, một cái phiên bản rất là hot trên thị trường ấy, thì mình nghĩ rằng các bạn không nên mua. Tại vì thứ nhất là mùi hương nó làm đơn giản là một chuyện, nhưng mà nó bán tỏa rất là kém. Thêm một chút tiền mua mơ đi tốt hơn rất là nhiều. Vậy thì bạn đã sở hữu chai nước hoa nào trong bộ sưu tập này chưa? Hãy comment bên dưới về cảm nhận cá nhân của bạn về những mùi hương này để cho mọi người cùng biết. Và đừng quên like, subscribe và chia sẻ kênh YouTube của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.